Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Ninh Bình và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, hôm nay trên địa bàn tỉnh không có ca bệnh xác định mới. Trong số 64 ca bệnh xác định đang điều trị tại các cơ sở y tế, thì 19 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần. Toàn tỉnh hiện còn 4.570 trường hợp đang được cách ly và giám sát. Trong ngày, 676 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, công bố kết quả đảm bảo kịp thời chính xác. Tại Việt Nam, Bản tin dịch COVID-19 ngày 16 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết, trong ngày có 10.901 ca được công bố khỏi bệnh, số ca mắc mới là 10.489 người. Hôm nay, Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 theo đúng hướng dẫn. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 38 triệu liều vaccine các loại khác nhau. Theo dữ liệu của Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, tính đến trưa nay, Việt Nam đã thực hiện được trên 32 triệu mũi vaccine COVID-19.